Thưa bác sĩ, thì hiện nay cái việc mua sắm online thì đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thì việc mua quần lót trên các trang mạng điện tử cũng làm hạn chế phần nào để chúng ta không có ngại khi đi mua. Vậy thì thanh thắng muốn hỏi bác sĩ là hiện nay trên các thị trường nó bán tràn lan rất là nhiều loại quần lót. Vậy thì chúng ta mua như thế nào để đảm bảo an toàn cho cậu nhỏ mình ạ? Cái tâm lý mà ngại ngùng đó, khi mua quần lót đó, thật sự đó là một cái vấn đề mà trước đây gặp rất là nhiều, nhưng mà ngày nay chúng ta sẽ thấy là gì, cái xã hội phát triển rồi ha, về cái nguồn thông tin, về kiến thức này nọ, chúng ta sẽ được cập nhật rất là nhiều rồi. Nên quý vị phụ huynh cũng đừng có ngại mà chia sẻ với con của mình, con em của mình về cái vấn đề này. Mình sẽ bàn với con em mình nói, mẹ thấy mà bây giờ con lớn rồi ha, thì bây giờ con sẽ mặc quần lót, thấy không? Để chi? Để bảo vệ cái cậu nhỏ của con nè, rồi để tránh cho con bị gọi là ngại ngùng khi mà cậu nhỏ chào cờ, vân vân. Rồi phân tích cho bé thấy. Và một cái điều bác sĩ Tân khuyên các bạn đó là chúng ta hãy dẫn bé tới để cho bé tự nhìn cái kiểu dáng đó ha, rồi tự sờ vào cái chất liệu đó và đến cái, những cái cơ sở uy tín như vậy đó ha, để chúng ta biết được là chúng ta không có mua phải những cái loại mà chất lượng không tốt ha. Rồi cái thứ hai là khi mà được bé tận mắt bé thấy kiểu dáng như vậy rồi, bé bé sờ được cái chất liệu như vậy thì bé sẽ thích là cái này mình mặc được hay không, và bé sẽ có sự chọn lựa. Bởi vì cái lứa tuổi này ta bé đã lớn vào cái lứa tuổi phát triển để sắp thành người trưởng thành là sẽ có sự chọn lựa. Chẳng may là chúng ta chọn cái màu sắc quá sặc sỡ bé không thích thì sao, đúng không? Mình khuyến cáo các bạn là các bạn hãy trong những lần đầu tiên chúng ta hãy tìm hiểu những cái thương hiệu tốt, chúng ta hãy chọn lựa cùng với bé đi, và cái kích cỡ cái size như thế nào đó chúng ta chọn lựa phù hợp đi, để những lần sau nếu chúng ta thấy là cái này nó phù hợp rồi thì những lần sau chúng ta có thể đặt để ship về nhà được. Còn những lần đầu tiên chúng ta, bác sĩ Tân khuyên là chúng ta nên đến trực tiếp cái cửa hàng đó và chúng ta có sự trao đổi trực tiếp và chọn lựa trực tiếp thì sẽ tốt hơn.